Vì sao Dương Dương có thể nổi tiếng lâu tới vậy? Mặc dù đã định nơi của làng giải trí nhưng chúng tôi thời mấy năm qua Dương Dương không còn xuất hiện với tần suất dày đặc hay đi tiếp thị nhiều. Anh ấy nhận ít phim và còn tăng thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Tuy nhiên Dương Dương vẫn rất nổi tiếng và có lưu lượng cao. Bạn có biết vì sao anh ấy có thể giữ được độ hot lâu tới như vậy hay không? Dương Dương luôn giữ được ngoại hình hoàn hảo. Đối với những ngôi sao trong làng giải trí thì ngoại hình không chỉ là lợi thế mà còn rất quan trọng. Dương Dương trời sinh có ngoại hình gần như hoàn hảo và không có điểm gì để chê cả. Chúng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tăng cân hay nhan sắc tụt dốc bao giờ. Không chỉ có khả năng quản lý ngoại hình xuất sắc, mà ở mỗi giai đoạn cuộc đời Dương Dương đều mang đến hình tượng và sức hút rất khác biệt. Thời Đồng Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên thì mang những nét thứ sinh đáng yêu. Em là niềm kiêu hãnh của anh, lại trưởng thành cuốn hút, còn bây giờ thì rắn rỏi, manly. Tuy nhiên vẫn có người lo lắng cho ngoại hình của Dương Dương. Thẩm Đăng và Sa Giật đều là những tiền bối của Dương Dương trong trường quân nghệ. Hồi trẻ điển trai lãng tử bao nhiêu thì tuổi trung niên lại tụt dốc nhan sắc bấy nhiêu. Chúng tôi thấy dân tình lo tương lai khi Dương Dương bước sang tuổi 40 sẽ trở thành ông chủ bụng bia như các anh. Nhưng chúng tôi nghĩ về lối sống kỷ luật của anh ấy thì chắc sẽ không như vậy đâu nhỉ. Dương Dương có phim lên sóng ổn định, nhân phẩm tốt. Một điểm mà các diễn viên rõ ràng đó là muốn giữ vững sự nổi tiếng thì họ cần phải có phim lên sóng đều đều. Dương Dương tuy không đóng phim và đơn suất dày đặc, nhưng mỗi năm anh ấy gần như sẽ có 1 đến 2 phim lên sóng, đủ để giữ vững độ hot cho bản thân. Vậy nên khán giả mỗi năm đều sẽ thấy Dương Dương trên màn ảnh, điều này đủ để khiến họ vẫn nhớ đến anh ấy và không rơi vào hoàn cảnh dễ bị nhàm chán. Quả thật phim lên sóng thì độ phổ biến cao nhưng chưa chắc đã khiến khán giả thích thú. Đâu cũng thấy thì khó tạo sự mới mẻ cùng sức hút. Ngoài ra nhân phẩm của Dương Dương cũng rất tốt, anh ấy ít khi tiếp thị hay xuất hiện trên hot shot một cách quá đà. Điều quan trọng là kể từ khi vào nghề, Dương Dương chưa từng vướng phải lùm xùm nào ảnh hưởng tới danh tiếng. Bên cạnh đó, chúng tôi thấy Sa Nam 9X này còn được khen, có tính cách trầm ổn và khiêm tốn, lễ phép với tiền bối, đồng thời rất thân thiện. Một người như vậy ai mà không thích cỡ chứ? Dương Dương có tâm sự nghiệp luôn muốn phát triển hơn nữa. Trong tứ đại lưu lượng đời đầu, Lý Dịch Phong và Ngô Diệp Phàm đều đã rất đài, Lộc Hàm có nhiệt độ cao, nhưng sự phát triển không ổn định, tình xa thì chúng tôi chỉ thấy Dương Dương ổn áp trên mọi phương diện. Ngoài việc đóng phim và tần suất đều, thì Dương Dương cũng hướng đến việc truyền hình và lựa chọn những vai diễn có chiều sâu. Có thể thấy chàng mỹ nam này không chỉ có tâm sự nghiệp, mà anh còn muốn phát triển hơn nữa, đem đến cho khán giả nhiều tác phẩm chất lượng. Những yếu tố trên được kết hợp với nhau giúp cho Dương Dương giữ vững được độ nổi tiếng lâu dài, ngay cả khi anh ấy có ít phim bạo và không tiếp thị quá nhiều. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để khẳng định Dương Dương là đỉnh lưu hàng thật giá thật, chứ không phải kiểu bơm nước làm màu như nhiều người khác. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.